xin chào anh em. Vâng, thì mình đang có một chiếc XN Max và nó đang bị vội hóa. Thì nếu anh em nào đã theo dõi kênh của mình thì anh em được biết ấy, mình làm rất là nhiều clip hướng dẫn cách khắc phục tình trạng bị vội hóa này ở những chiếc iPhone khác nhau. Và lần này thì lại XN Max, bởi vì là thực ra là những chiếc máy đấy có thể làm rất là giống nhau. Ví dụ như là chiếc 11 này, chiếc X này hay là chiếc IF đều có thể làm giống chiếc XN Max được. Nhưng mà rất là nhiều anh em vẫn điện thoại và hỏi mình là làm chiếc XN Max như thế nào. Thế nên là mình vẫn phải chia ra từng đời máy, mỗi đời máy mình sẽ làm một clip để hướng dẫn cho anh em. Và lần này là chiếc XN Max nha. Thì đầu tiên thì nói với tình trạng vội hóa này là vì sao nó lại bị, thì cho anh em biết nó rõ hơn vội hóa như thế này ấy. Có nghĩa là anh em để mật khẩu màn hình và anh em quên. Chỉ duy nhất là nguyên nhân là như thế thôi. Một là anh em để mật khẩu màn hình em quên, là hai là người khác để mật khẩu màn hình và anh em không biết. Ba là đó là không phải là chiếc máy của anh em, có thể anh em nhặt được. Và đã bị tình trạng vội hóa như này. Thì tình trạng như này ấy thì đa phần là mọi người đều không biết cách xử lý như nào, đúng không? Phải đem ra thợ và phải mất một vài trăm. Nhẹ thì 50.000 hoặc có thể là 200.000. Nhưng mà nếu anh em xem clip này của mình thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách làm và không mất tiền. Rất là đơn giản thôi, rất là dễ thôi. Nhưng việc đầu tiên mình muốn nói anh em biết ấy, cái clip này mình làm hướng dẫn anh em cách xử lý tình trạng bị vội hóa hay là phá mật khẩu màn hình iPhone thôi, chứ không thể nào mà phá được mật khẩu iCloud anh em nhé. Bởi vì là nếu là máy đấy không iCloud thì anh em cứ phá và kích hoạt vào là xong. Còn nếu có iCloud mà anh em không nhớ ấy, thì chắc chắn một điều là anh em phải chịu nhá. Bởi vì mình không làm được iCloud đâu. Nếu muốn phá iCloud chỉ có điện thoại cho Apple thôi. Đúng chính chủ thì Apple sẽ mở cho rất là nhanh thôi, không có gì khó cả. Đó, muốn làm như nào, muốn gọi Apple hay muốn tư vấn cái gọi Apple như nào thì anh em cứ comment ở bên dưới để mình hướng dẫn nhé. Còn lại là nếu xem clip này thì để phá mật khẩu màn hình thôi nhá. Thì tiếp nữa là trong tình trạng mà phá mật khẩu màn hình này thì cách của mình làm ở đây ấy, nó là sẽ là restore lại máy. Có nghĩa là đồng nghĩa là việc là mình sẽ làm máy này nó như trạng thái ban đầu, như lúc mình mới mua ấy. Thế là dữ liệu nào mà lưu trên máy là nó sẽ mất hết. Còn nếu mà lưu ở trên đám mây như iCloud hay Google Drive ấy thì nó sẽ không mất, nó sẽ lưu được của anh em. Đó, còn lại là những dữ liệu lưu trên máy như là ứng dụng đăng cài này, hay là ảnh lưu trên máy này, hay là tin nhắn lưu trên máy này, hay là danh bạ lưu trên máy, không lưu trên iCloud hay không lưu trên Google ấy, là nó sẽ mất hết anh em nhé. Nó sẽ như trạng thái máy mới đó. Thế là anh em lưu ý là như vậy, không có cách nào để lấy lại đâu. Nếu trường hợp bị vội hóa không có cách nào để lấy lại đâu. Đó, chỉ trường hợp là mình lưu trên iCloud thôi, đám mây thôi. Đó, thì việc đầu tiên để xử lý, để làm cái xử lý được tình trạng vô hóa này thì mình sẽ chuẩn bị nhé. Thứ nhất là cái máy của anh em ấy là phải hoạt động được những cái nút là bình thường, có nghĩa là nút nguồn, nút nhỏ tiếng, to tiếng đều hoạt động bình thường. Đó, thứ hai là mình cần chuẩn bị một chiếc máy tính có hệ thống Windows hoặc là Mac OS là được, nhưng phải có kết nối mạng tương đối tốt một chút. Thứ ba nữa là cần chuẩn bị một cái cáp USB cho mình, một cái cáp USB. Có thể nếu anh em có máy tính USB Type-C, có cổng Type-C ấy, thì chúng ta có thể dùng cái cáp Lightning Type-C, hoặc nếu mà anh em vẫn là máy tính bình thường thì chúng ta có thể dùng một cái cáp mà cổng Lightning USB như thế này. Nên dùng một cái sợi cáp nó tốt một chút, có thể là cáp theo máy hoặc có thể cáp mua ngoài, nhưng nên tốt một chút để chúng ta không bị gián đoạn trong vấn đề chúng ta chạy lại phần mềm nhé. Đó, thì chỉ cần như vậy thôi. Đấy, cách bước thực hiện thì đơn giản như này. Đầu tiên là hãy nhìn vào màn hình máy tính của mình nào. Đó, hiện tại mình đang dùng một hệ điều hành Windows 18. À quên mất, Windows 10. Đó, mình đang dùng một chiếc máy tính có hệ điều hành Windows 10 nhá. Thì mình sẽ vào website. Đây này, mình sẽ download một cái phần mềm. Thì tất cả các clip mình đều hướng dẫn anh em một cái phần mềm này, phần mềm Autotune, không phải là phần mềm chính hãng của Apple, nhưng mà phần mềm này nó dễ dùng. Đó, và nó có tiếng Việt, nó rất là dễ dùng, thì mình hướng dẫn anh em phần mềm này. Anh em có thể vào website là bau.com nhé. Đó, anh em download về, ấn vào download và sau đó anh em cài đặt. Khi cài đặt xong thì nó sẽ có biểu tượng như thế này. Đó, anh em có thể nhìn chữ Bauutun không? Anh em click vào đây. Đó, thì nó sẽ lên một cái màn hình trạng thái như này. Đó, thì hiện tại bây giờ mình vừa cài xong, nó chỉ ở tiếng Anh thôi, nhưng có thể là chuyển sang tiếng Việt được ở đây. Có thể chuyển sang tiếng Việt được nhá, rất là dễ thôi. Ấn vào setting này và chuyển sang tiếng Việt được, nó có tiếng Việt luôn. Đó, ok, tắt đi và mở lại nó có tiếng Việt luôn nhá. Đó, anh em nhìn đã kết nối thiết bị iOS vào PC không? Đó, thì đây là bước quan trọng nhất, đó là bước chúng ta sẽ kết nối cái máy điện thoại iPhone của chúng ta vào máy tính ấy. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cắm cổng USB vào máy tính nhá. Đấy, sau đó chúng ta sẽ cắm cổng USB này vào điện thoại này. À, thì cắm vào nó chỉ hiện lên và sẽ rung cái thôi, bởi vì nó không nhận được máy tính đâu. Đây là bước thủ thuật để chúng ta vào chế độ recovery để chúng ta có thể kết nối được vào, đúng không? Đó, thì đầu tiên là chúng ta cứ cắm cáp và giữ nguyên như này, màn hình vẫn hiện vội hóa bình thường. Thì bây giờ trên điện thoại nha, chúng ta ấn to tiếng này, nhỏ tiếng này, mình nhắc lại là anh em nghe kỹ nha, to tiếng, nhỏ tiếng và giữ phím nguồn nha. Đó, khi bây giờ nó hiện lên như này này, anh em cứ giữ thôi, đừng làm gì cả, cứ giữ phím nguồn thôi, giữ khi nào được vào được chế độ recovery thì thôi. Đó, em lưu ý mình như vậy, cứ giữ nha, nó tắt đi cũng giữ nha.
Đó là nháy cái gì thì cũng giữ luôn cho mình. Đó, giữ một chút nó sẽ vào. Đấy, hiện tại cũng giữ luôn. Em đi phải giữ nha, nếu anh em không giữ nó sẽ không được đâu. Đó. Đó, đây là chế độ recovery này. Thì nó hiện một cái cáp và cắm vào máy tính như này nhá. Đó, anh em lưu ý như vậy. Nếu mà anh em mà nó hiện lại vào màn hình vội hóa thì anh em làm lại cho mình. To tiếng nhỏ tiếng mà giữ nguồn, cứ giữ khi nào vào được cái này thôi. Đó, nếu mà anh em chỉ cần lỏng tay phím nguồn phát là nó sẽ khởi động lại đấy. Thế nên anh em lưu ý nhá. Khi vào được chế độ bên này thì anh em nhìn lại vào màn hình máy tính này. Thì ở trên màn hình Bluetooth nó báo nhá là thiết bị đang được kết nối ở chế độ Recovery Mode. Bây giờ nếu mà chúng ta ấn vào Exit Recovery Mode ấy, thì chúng ta lại vào lại cái chế độ đang bị khóa. Đó, thì chúng ta ấn vào Go Flat nha. Đó, Go Flat này. Thì bây giờ là bắt buộc vào cái màn hình như này là bắt buộc là chúng ta phải chạy lên phần iOS mới nhất. Thì iOS mới nhất ở đây nó là 14.0.1. Đó. Thì vì sao mình nói với anh em là cần phải đường truyền mạng tốt, bởi vì bản firmware này nó lên đến bản firmware là lên đến những 5.74GB. Có nghĩa là nó rất là nặng. Thế nên là khi mà chúng ta download về nó sẽ lâu, nếu mà đường truyền mạng tốt thì nó sẽ download nhanh, đúng không? Thì bây giờ thì hiện tại mình cũng chưa download đâu. Đó, thì mình sẽ ấn vào phần download nhá. Và mình chờ đợi. Mình ấn vào phần download và mình chờ đợi để flash, đúng không? Đó, thì bây giờ là khi nào mà mạng xong thì chúng ta lại tiếp tục nhá. Ok, đào xong rồi nhá. Thì bây giờ là sẽ các bạn lưu ý chỗ này này. Chỗ này rất nhiều bạn làm sai, thế nên là mình phải nói kỹ này này. Thứ nhất là bây giờ đào xong rồi thì mình đã chọn cái bản là 14.0.1 đúng không? Ở dưới này nhá, thì nó có ba cái mục để chúng ta lựa chọn. Thứ nhất là cái mục là này, nếu mà chọn đầu tiên mặc định ấy là chúng ta sẽ giữ nguyên dữ liệu, nghĩa là dù update lên ấy thì nó vẫn khóa. Rất là nhiều bạn cứ để mặc định và chạy và có comment với mình là tại sao em làm mà vẫn bị khóa, và vì là do là các bạn không xem kỹ đoạn này. Thì là có ba cái mục chọn, thì bây giờ chúng ta sẽ chọn ở giữa nhé. Chúng ta sẽ chọn vào cái mục là Quick Flash Mode ấy, nghĩa là vào đây để flash lại máy thì nó mới xóa hết được cả mật khẩu màn hình và các thứ. Các bạn lưu ý lại lần nữa là chúng ta phải chọn là phần Quick Flash Mode, phải chọn là phần Quick Flash Mode nha. Sau đó là chúng ta vẫn cứ chọn ở ROM này và Quick Flash Mode, là sau đó cho chúng ta flash. Đó, nó báo này và chúng ta chọn flash. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi. Rất là đơn giản đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi chỉ trong vòng tầm khoảng 15 phút đổ về thôi là chúng ta sẽ flash xong. Chắc chắn là chúng ta phải kiên nhẫn. Các bạn phải kiên nhẫn nhé. Phải kiên nhẫn. Nếu mà không kiên nhẫn thì có thể là sẽ phải lặp lại. Sẽ bị lỗi và chúng ta sẽ phải lặp lại. Đó. Nếu mà trường hợp xảy ra bị lỗi như của mình đang bị như này này. Ở đây nó đang báo là chúng ta đang cài sai driver. Đó. Thì chúng ta sẽ cài lại driver nhá. Bởi vì là nếu mà chúng ta trường hợp bị sai driver này thì chúng ta sẽ có một cái mục fix driver ở đây. Đó, mình sẽ fix cái driver đi và sẽ cài nhá. Đó. Để mà tốt nhất thì chúng ta lên down cái iTunes này về, bởi vì trong này nó sẽ có driver chuẩn của Apple và bản là bao giờ nó sẽ là bản mới nhất, thì là nó sẽ fix được tất cả driver nếu mà trong trường hợp chúng ta chạy nó cứ báo lỗi ở một như này, bởi vì nó chỉ không nhận được driver thôi. Đó, ở đây nó báo là check driver từ iTunes không có này, thì bây giờ chúng ta ấn vào iTunes để chúng ta down về nhé. Đó, chờ down về nó nhanh thôi, nó có hơn 200 MB thì rất là nhanh. Đó, thì khi cài cái này về thì nó sẽ có một driver chuẩn nhất. Rồi, ok, mình sẽ cài nhá. Đó. Tất cả chúng ta làm những cái này đều phải kiên nhẫn nhé. Đều phải kiên nhẫn thì mới thành công được. Còn nếu mà không kiên nhẫn thì sẽ không thể thành công được đâu. Từ việc chúng ta chờ down ứng dụng, từ việc chúng ta chờ down firmware, từ việc chúng ta chờ down những cái tool nó fix được những cái lỗi mà như bây giờ mình chạy ấy, là không được driver ấy. Đó là chúng ta đều phải kiên nhẫn và chờ đợi. Thì cái phần mềm iTunes này nó rất là quan trọng, bởi vì phần mềm này là phần mềm chính hãng của Apple này. Nếu trong trường hợp chúng ta chọn dùng Bluetooth mà chúng ta không chạy được ấy, thì là chúng ta có thể chuyển sang cái phần mềm iTunes này chúng ta chạy là được. Anh em lưu ý như vậy nhé. Đó, nên chúng ta có tốt nhất là chúng ta cứ lên cài vào.
Ok, bây giờ cài xong rồi, ấn vào finish nha. Đó, và tắt đi. Và bây giờ mình sẽ flash lại nào. Đây. Ok, tắt đi, flash lại nha. Đó. Đó, bây giờ đã vượt qua đến phần 5% rồi này. Đó các bạn thấy không? Anh em thấy không? Thì bây giờ anh em phải chờ đợi trong vòng 15 phút ở đây dưới này nó cảnh báo này. Anh em đợi trong vòng 15 phút nha. Ok, 15 phút sau xong là được. Kiên nhẫn nhá. Đó thì các anh em nhớ là sau khi chờ đợi xong ấy thì cái bước này tiếp tục nó sẽ cài tiếp, là anh em phải kiên nhẫn chờ đợi tiếp khoảng tầm khoảng 5 phút nhé. 5 phút là cao nhất thôi, thực ra là chỉ tầm khoảng 1 phút thôi. Đó thì chúng ta sẽ vào được cái màn hình chính và chúng ta kích hoạt bên trong. Bây giờ máy chúng ta đã trở lại trạng thái ban đầu như lúc xuất xưởng rồi. Đó, trở lại trạng thái ban đầu như lúc xuất xưởng rồi, có nghĩa là nó đã mất hết dữ liệu rồi. Cả cả cái mặt khẩu màn hình nó cũng quên luôn rồi. Đó, thế nên là anh em lại chờ đợi, bởi vì bây giờ nó là cái bước nó cài đặt phần mềm cái thứ vào đây. Ok, đợi tiếp nhá. Ok, ok nhá. Đó, thì khi chạy xong thì nó hiện cái màn hình xin chào này. Thì bây giờ chúng ta sẽ, anh em sẽ vào phần đây là chọn tiếng Việt thôi. Đó, kích hoạt lại bình thường thôi. Đó, và kết nối một mạng wifi. Đó, nếu mà trong trường hợp mà anh em có ai cả nào thì nó sẽ hỏi đấy. Đó. Chờ mình chút nhá. Ok, bây giờ thiết lập thủ công này. Ấn vào chọn mạng wifi này. Đó. Đó, thì bây giờ nếu ở cái bước này, nếu mà trong đấy có tài khoản iCloud nó sẽ hiện lên để anh em bắt, anh em phải đăng nhập iCloud được. Đó, các bạn hiểu không? Anh em hiểu không? Đó, bắt anh em phải nhập iCloud. Còn nếu trong trường hợp mà anh em và các bạn mà không iCloud ấy thì nó sẽ đẩy vào luôn như này này. Đây, các bạn chỉ tính nhá. Thì nó sẽ mất khoảng vài phút để nó tìm kiếm ấy và xác minh ấy. Đó. Thế nên là mình mới nói là nếu là máy thực tế của các bạn, của anh em thì nó rất là dễ rồi. Bởi vì bản thân mình đã nắm được là cái tài khoản bên trong là gì, đúng không? Thì mình cứ thế là vào thôi. Còn nếu nó thực sự không phải máy anh em hoặc anh em quên mất tài khoản iCloud rất là nguy hiểm. Đó, bây giờ là của mình không có iCloud nhá, thì nó sẽ hiện như này này. Ấn tiếp tục thôi. Thiết lập sau trong cài đặt cho nó nhanh, không sử dụng mật khẩu đi. Và cài đặt là tính sau. Để mình kích hoạt được vào bên trong đã. Đó, ấn lên này, ấn lên này. Ok, kích hoạt hết đi, thiết lập sau trong cài đặt này. Không sử dụng luôn. Đó, đồng ý nhá. Đó. Để sau này. Đó. Đó. Đó, đó, ok, đã phá mật khẩu xong và bây giờ mình đã sử dụng bình thường. Anh em thấy rất đơn giản không? Mình chỉ cần có máy tính này, có mạng internet này và mình làm mất khoảng tầm 20 phút là nó sẽ xong và chúng ta sẽ không tốn tiền để ra cửa hàng. Đó, thế nên anh em xem clip này của mình và anh em thấy hay nhớ cho mình like nhá. Lưu ý là sẽ mất hết dữ liệu và nếu mà có ai cả like thì mình chịu nhá. Đó, các bạn xem clip, chào tạm biệt anh em.